quý vị khán giả, rất vui Thúy Vinh được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đẹp và Thẩm Mỹ kỳ này. Và vui hơn nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một khán giả may mắn của chương trình đã nhận được gói phẫu thuật nâng mũi miễn phí. Và chị ấy là ai? Mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ ngay bây giờ nhé. Xin chào chị. Chào Thúy Vinh, mình tên là Thủy, mình đến từ Vĩnh Long. Dạ, hiện nay thì chị Thủy đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Và đầu tiên thì Thúy Vinh xin được chúc mừng chị đã trở thành khán giả may mắn của chương trình tuần này nhé. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay không thể thiếu một gương mặt quen thuộc nữa. Xin được giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Thúy Vinh và chào Thủy. Và bây giờ thì Thúy Vinh muốn biết là cái cảm giác của chị Thủy khi mà nhận được thông tin là chị nhận được cái phần quà của chương trình, lúc đó chị cảm thấy như thế nào? Lúc đó là mình cảm thấy rất là vui mà gần như không ngủ được. Không biết sao tự nhiên nói xong cái Vinh thấy mắt chị long lanh, rất là xúc động hả? Tại sao vậy? Thì nói chung là do công việc của mình, mình không có điều kiện để làm á. Cho nên khi nhận được cái gói đó thì rất là vui. Dạ. Vậy thì nhân có bác sĩ Long ở đây, bác sĩ Long có thể giúp cho Thúy Vinh cũng như là chị Thủy chỉ ra được những cái điểm nào trên chiếc mũi của chị Thủy là chưa có đẹp không ạ? Thì cái phần góc mũi của Thủy nó hơi thấp. Dạ. Làm cho cái gương mặt có vẻ như bị dậy ở đó. Thì cái ước muốn nâng mũi của Thủy nó cũng là một cái ước muốn chính đáng thôi. Tất nhiên là bởi vì mũi là một cái vị trí đóng ở trung tâm thì mà khi mà chúng ta nâng lên thì sẽ làm cải thiện cho cái gương mặt rất nhiều. Nhất là những cái gương mặt mà có cái dáng như thế này. Yeah. Ở đây thì chúng ta có một cái vấn đề nhỏ ở trên cái mũi này. Bác sĩ để ý thấy rằng là hai bên cái phần cánh mũi nó có hai cái chỗ bị khuyết vào. Đây, bên đây, chỗ này và bên đây đối xứng với nó cũng có chỗ bị khuyết vào. Đối với một số người thì người ta cũng không quan trọng cái đó lắm, nhưng quan trọng cái đó và người ta thích cái đó thì thôi, khi mà chúng ta nâng mũi thì chúng ta giữ nguyên. Nhưng một số người khác thì khi nâng thì người ta muốn làm cho chỗ đó nó đầy lên. Thích làm đầy lên thì cái chỗ đó mình nhìn nó đầy đặn hơn, và đương nhiên kèm theo thì cái mũi nó có vẻ hơi to hơn một chút. Bị nghe. Dạ. Vậy thì Thủy thích ở dạng nào? Dạ, em thích giữ nguyên. Em thích giữ nguyên, chỉ nâng lên thôi đúng không? Dạ. Ngồi ở vị trí này, khi mà em nhìn ngang cái góc mặt của chị Thủy á, thì em thấy là cái sống mũi thì cái độ dốc á, nó rất là đều và rất là đẹp. Chỉ có duy nhất là ngay cái góc mũi là hơi thấp đúng không bác sĩ? Vậy thì với cái trường hợp này bác sĩ sẽ giải quyết bằng cách nào ạ? Nâng lên bằng cách nào này ạ? Đối với cái dạng mũi này thì chúng ta đúng là nó phát thấp ở phần gốc, nhưng không nên chỉ nâng ở phần gốc. Dạ. Sẽ nâng cái gốc hơi khá một tí, nhưng cái đầu mũi cũng phải nâng lên. Dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái dáng mũi đẹp hơn. Dạ. Và phương pháp nào mình sẽ áp dụng trong trường hợp của chiếc mũi này ạ? Trường hợp này thì lúc nãy mình đã xem qua cái da đầu mũi thì thấy nó cũng tương đối tốt, cho nên chúng ta chọn cái phương án nhẹ nhàng đơn giản thôi. Là chúng ta nên bằng sống sụn nhân tạo là được rồi. Dạ. Thế Vinh nghĩ có một cái vấn đề mà nhiều chị em cũng quan tâm nữa, đó là những cái vấn đề bệnh lý ở xung quanh cái vùng mũi của chúng ta, thì có những cái vấn đề bệnh lý nào mà chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật được không bác sĩ? Cũng có một số cái bệnh lý mà nó chống chỉ định chúng ta làm. Thí dụ như là những cái mụn nhọt lớn ở cái vùng da mũi. Thì khi đó thì chúng ta cần phải chờ cho nó khỏi đi, điều trị cho nó tốt đi. Bởi vì cái đó khi mà chúng ta nâng thì nó có một cái nguy cơ là nó sẽ nhiễm trùng từ bên ngoài vào. Cái thứ hai nữa là những cái bệnh mà nó nằm ở trong cái phần phía trước cái tháp mũi, những cái phần nhiễm trùng thì chúng ta cần phải điều trị đi, bởi vì cái đó là cái khả năng lây nhiễm vào bên trong khi mà chúng ta làm. Ngoài ra thì cái chống chỉ định gần như là cũng rất là ít, nó cũng không có nhiều lắm, không có vấn đề gì. Còn đối với những cái chấn thương mũi thì đương nhiên chúng ta phải chụp x-quang, chúng ta phải quan sát phần xương bên trong xem nó như thế nào. Dạ. Trước khi chúng ta nâng lên. Chị Thủy còn lo lắng hay là có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không? Thì nói chung là giờ em khi mà nghe bác sĩ nói thì em cũng yên tâm rất nhiều rồi. Sẵn sàng ha. Dạ. Rồi, Thúy Vinh sẽ chúc cho chị có một ca phẫu thuật thành công và sẽ có một diện mạo mới rạng rỡ hơn, đúng như chị mong muốn.
Cảm ơn Tuyết Vinh. Dạ. Và Tuyết Vinh cũng xin được cảm ơn bác sĩ Long đã dành thời gian để tư vấn cho chị Thủy ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tuyết Vinh hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và đón theo dõi chương trình Phụ Nữ Chúng Mình tuần tới để xem sự thay đổi của chị Thủy như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo.